tháo gỡ khó khăn, tìm những cái sâu, cái mới trong phát triển khoa học công nghệ và không tách rời thực tiễn ở Việt Nam, là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về định hướng phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2026 vừa diễn ra chiều nay. Chia sẻ từ các nhà khoa học, từ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, cái khó của ngành khoa học công nghệ là có thể tháo gỡ được các vấn đề quản lý toàn bộ, thống nhất các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, minh bạch hóa và thực hiện giám sát ngang hàng, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện đổi mới sáng tạo quốc gia, có cơ chế để doanh nghiệp chủ động đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học công nghệ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn tới là cần xác định lại hệ thống cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong thời đại mới, từ đó xác định tập trung đầu tư vào chỗ nào, rà soát lại toàn bộ hệ thống chương trình nhiệm vụ, đề tài các cấp, không câu nệ theo số lượng mà nên phân bổ theo hệ thống. Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối của các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, tập trung đổi mới cơ chế phân bổ quản lý vốn nhà nước theo tinh thần thống nhất, liên thông, minh bạch, công khai, tin học hóa toàn bộ hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục sửa đổi Nghị định 16 trên tinh thần Bộ Khoa học và Công nghệ phải chịu trách nhiệm với các bộ chủ quản. Cần có cơ chế để làm sao các doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, đào tạo, đặc biệt đối với cộng đồng khởi nghiệp, cần sửa bằng được các quy định tham gia thị trường để cộng đồng này có thể thâm nhập thị trường tốt hơn, cần hình thành được công nghệ lõi và các dự án lớn để khoa học thực sự là sức mạnh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia, tích cực làm việc với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, để giải quyết vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả quỹ khoa học và công nghệ.